người, em tên là Quân, đến từ công ty nhạc cụ Bình Phụng. Và sau đây em xin review cây trống DD75 và guitar AC5R. Và sau đây mình xin phối hợp giữa DD75 cây trống và guitar AC5R qua ca khúc Không Cần, một sáng tác của Hải Sâm. Bóng tôi cứ thế dẫn lối, dắt ngủ em vào trong những màn mưa. Gió cuốn, gió thét, gió ghét, tên của ai đằng sau những màn thưa. Chẳng giống như ta hồi xưa, vui đùa bao mùa, đây dường như là thiên đường. Vì sao giờ đây mọi thứ quá tầm thường? Gió cuốn, gió rẽ, gió thét, tên của ai đằng sau tấm màn mưa. Tức tôi hấp hối dập thôi, em phải lo bỏ qua giấc ngủ chưa. Còn chờ gì đằng sau cơn mưa, khi người ta đã nói anh không cần em nữa. Không cần, không trong lời nguyện thề.